Như vậy hiệp một trận đấu đã được bắt đầu. Và đây quý vị và các bạn tiện theo dõi thì chúng tôi xin được phép giới thiệu đội hình ra quân của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Huấn luyện viên Popov cũng chỉ mới đến làm việc tại câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa 3 tháng thôi và thử sức mình. Và bứt tốc khá nhanh, chúng ta hãy cùng chờ xem. Sẽ có một án phạt và đó là một tấm thẻ vàng. Đó là một tấm thẻ vàng xứng đáng với tình huống vừa rồi. Duy Thanh là một trong những cầu thủ rất nổi bật của miền Trung. Có thể giành được thêm những danh hiệu lớn hơn cho chặng đường của mình. Cú đá rất căng và bàn thắng đã đến với đội khách Đông Á Thanh Hóa. Quá tuyệt vời. Bruno, một cái tên mà có lẽ với các fan hâm mộ vì lý Việt Nam không thể nào quên. Bruno Cantahede, đương nhiên là chúng ta không thể nào không nhắc đến anh khi đã từng rất thành công với Viettel. Và vào lúc này, súng máu số 37 đã nổ súng phát pháo đầu tiên của mùa giải mới dành cho Bruno và dành cho Đông Á Thanh Hóa. Bàn thắng quá đẹp. Quá đẹp nếu chúng ta nhìn ở góc máy này. Và nó cũng nhìn thấy được khả năng quan sát rất tốt của Bruno. Nếu như anh đưa một đường chuyền xuống dưới thì chắc chắn người đồng đội sẽ việt vị. Sự khó khăn là điều mà có lẽ các cổ động viên của đội chủ nhà. Đường chuyền của Bruno rất nhịp nhàng, lỗi việt vị. Mặc dù là lỗi việt vị nhưng chúng ta nhìn thấy được những mảng biến tấn công mà Đông Á Thanh Hóa đã thể hiện dưới triều đại của Popov. Và xử lý hơi rối. Cơ hội dành cho Đông Á Thanh Hóa. Sút bóng. Đó là cú đá của Lê Thanh Bình. Đường chuyền vào. Rất đáng tiếc không có bàn thắng thứ hai dành cho Đông Á Thanh Hóa. Nhưng vụ phá lưới V-League 2019, Bruno lại không thể đưa được bóng vào lưới. Đúng là một tình huống mà chúng ta có thể nói là đồng đội đã dọn một mâm cỗ rất ngon dành cho Bruno, nhưng anh lại đánh đầu. Một bóng khá nguy hiểm rồi dành cho Gustavo. Việt vị mất rồi. Nhưng cho dù đó không phải là một tình huống việt vị. Và mất bóng vừa rồi là của Lê Phạm Thành Long. Rất may cho anh là cầu thủ của đối phương đã việt vị. À, với tỷ số 1-0 bằng pha lập công của Bruno. Trọng tài đã cầm sẵn trên tay một chiếc thẻ vàng. Bởi chúng ta cũng biết là rất nhiều các đội bóng luôn ưu ái và tập trung cho mặt trận tấn công. Khánh Hòa chưa một lần chạm bóng nguy hiểm của khung thành của Thành Nghiệp bằng các pháo bóng và tiếp cận của Ren Hà. Nếu không muốn nói là họ chưa tìm được tiếng nói. Lá cờ việt vị phất lên. Đã có tình huống va chạm. Tiếp tục là sự xuất hiện của Bruno. Và đây là một tình huống mà có lẽ Bruno đã quá nhiệt huyết. Nếu như rất lớn hàng năm ở khu vực miền Nam. Không được. Đã có pha va chạm, trọng tài xác định lỗi thuộc về cầu thủ bên phía Đông Á Thanh Hóa và đá phạt dành cho Khánh Hòa. Huấn luyện viên Popov đã có những phản ứng và trọng tài Ngô Duy Lân lập tức có. Còn bây giờ thì anh đang phục vụ cho màu áo của Thanh Hóa, một trong những cầu thủ đậm chất Thanh Hóa và luôn cho thấy được nhiệt huyết khi ra sân. Văn Ngọ sẽ là người đá phạt. Hơi lập bập một chút. Vẫn là phạt góc dành cho đội chủ nhà Khánh Hòa. Cũng là khó có thể từ chối một quả phạt góc ở pha bóng vừa rồi, mặc dù thời gian bù giờ đã trôi qua khá dài. Đánh đầu. Sút tiếp. Và như vậy là hiệp 2 của chúng ta đã chính thức bắt đầu. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những màn thể hiện ở trong 45 phút hiệp 2 này của đội chủ nhà Khánh Hòa. Vẫn là Sĩ Nam. Tạt bóng. Đến đầu chuyền bóng. Bruno. Không có penalty mà là việt vị. Không,
Trọng tài xác định rằng đó là một tình huống ngã giả vờ. Chột khe rất hay. Truy vào. Vẫn chưa thể giải quyết dứt khoát tình huống. Bruno bật rất cao. Rất may là không có một tình huống thủng lưới trong pha bóng vừa rồi. Vẫn được tiếp nối bởi các cầu thủ áo vàng. Rất hay. Đây là cơ hội dành cho Đông Á Thanh Hóa. Rất nguy hiểm và 2-0. Tỷ số là 2-0 và đó là một động thái ăn mừng rất chừng mực của Lâm Thi Phong. Với cú đá này của Lâm Thi Phong, dù nó không quá mạnh, kỹ thuật cá nhân tốt, dứt khoát và tốc độ là điều mà chúng ta thấy ở trong pha bóng này của Lâm Thi Phong. Cú đá chéo góc, dù những đầu ngón tay của thủ thành bên phía đội chủ nhà đã chạm bóng nhưng không đủ để đẩy nó ra. Anh cũng không thể làm được gì ngoài sự bất lực. Hãy cùng chờ đợi điều đặc biệt ở trong pha bóng này. Bóng đi vọt xa. Và quả thật Chairo là người đã thực hiện quả đá đủ để có thể tạo nên sức bật trong cách chơi của Khánh Hòa. Một pha va chạm rất mạnh. Chúng ta một lần nữa được theo dõi lại bàn thắng nâng tỷ số 2-0 của Lâm Thi Phong. Xuất phát từ một pha bóng phản công. Đúng là cũng đã 3 năm thì luồng gió V-League mới quay trở lại với thành phố Điện Khánh Hòa. Tương khác cho các cổ động viên của khu vực này. Phải mất 2 nhịp. Jaco. Một quả đá phạt dành cho Khánh Hòa ở một cự ly và một góc sút rất rộng. Nhất của Khánh Hòa ở trận đấu này có thể nói là như vậy. Trong việc tiếp cận và tạo ra cơ hội trong vòng cấm là gần như không thể. Ở một cự ly này thì tất cả mọi phương án phòng ngự phải được chú trọng dành cho Thanh Hóa ở V-League, dành cho đội chủ nhà hay không. Cú vào! Bóng đã xuyên qua hàng rào nhưng không thể đánh bại được Thanh Diệp. Đó là nỗ lực của Douglas. Cơ hội vẫn không vào. Phút thứ 89 của trận đấu, tỷ số vẫn là 2-0 thuộc về đội khách Đông Á Thanh Hóa. Lúc hay rất nhanh. Bên trong có người. Douglas! Đây là một bàn thắng mà như chúng tôi đã nói vô cùng cần thiết cho đội chủ nhà Khánh Hòa. Và đó cũng là một bàn thắng vô cùng quan trọng để cho Douglas có thể ghi dấu ấn trong mắt của Liverpool Washington cũng như là ban lãnh đạo Khánh Hòa để có thể có được một bản hợp đồng chính thức với ngoài bên này. Tỷ số lúc này đã được rút ngắn xuống còn 1-2. Dành cho những hy vọng của Khánh Hòa để tìm kiếm được một điểm đầu tiên ở mùa giải năm nay. Đến giây phút này rồi, Bruno vẫn chạy như chưa có gì. Quá khỏe. Và một bắt buộc phải có tình huống phạm lỗi. Và lỗi của Văn Việt thì họ thừa khả năng để câu thêm thời gian. Chúng ta một lần nữa được theo dõi lại pha làm bàn mở tỷ số của cầu thủ này với cá nhân anh dành cho đội chủ nhà Khánh Hòa để rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Vẫn còn cú vào, không có được cú đá vôi đến từ đội chủ nhà. Không gặp may, chút xíu nữa đã có thần may mắn ủng hộ Khánh Hòa khi bóng đã dồi cột nhưng bật ra ngoài. Trọng tài rút ra thẻ vàng dành cho Sĩ Nam. Đương nhiên là số 6 đủ tinh quái. Và mọi chuyện đã chấm hết. Kết quả chung cuộc ở vòng 1 Network V-League 2023 thì Đông Á Thanh Hóa đã vượt qua Khánh Hòa với tỷ số 2-1.